Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Hướng đặt bản thử thần tài hợp với người tuổi Dậu để chiêu tài lộc. Đối với những hộ làm ăn kinh doanh, buôn bán thì bản thử thần tài được coi như báu vật đem lại tài lộc, may mắn. Tuy nhiên, đặt bàn thờ thần tài tại vị trí nào để phát huy được hết công năng chiêu tài là điều mà gần đây chúng tôi nhận được rất nhiều từ quý học viên và khách hàng. Bàn thờ thần tài đặt tại vị trí cung tài lộc và cùng quý nhân của gia chủ sẽ giúp kích hoạt tài lộc mạnh mẽ nhất. Trước khi tìm hiểu về vị trí đặt bàn thờ cho người tuổi Dậu, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua về thần tài, thổ địa. Tùy vào kích thước bàn thờ thần tài, lựa chọn thờ hai ông hay ba ông gồm ông thần tài, ông thổ địa, ông quan thần phát. Thần phát, thần tài Triệu Công Minh, theo truyền thuyết là người đời nhà Tần. Ông lánh đời đi tu tại núi Trung Nam, Thiểm Tây, Trung Quốc, về sau đắc đạo. Triệu Công Minh coi việc đuổi trừ ôn dịch, cứu bệnh trừ tà. Hơn nữa, ai bị oan ức đến cầu cứu ông thì được giúp đỡ, người buôn bán thì cầu ông để làm ăn được phát đạt, may mắn. Ông địa thông thường có 5 ông, Đông phương Thanh Đế, Tây phương Bạch Đế, Nam phương Xích Đế, Bắc phương Hắc Đế và Trung phương Huỳnh Đế. Về hình thức bên ngoài thì ông địa thường bụng vệ, người trắng nõn, để ngực trần, đầu quấn khăn, tay cầm quạt và hay có con cọp đi theo. Thông thường là ông bụng vệ, tay phải cầm quạt, tay trái có lỗ để cắm tiền, cắm tờ tiền màu đỏ, chọn những tờ tiền có xe đi đẹp. Tuyệt đối không cắm thuốc vì khi tản thuốc rơi sẽ làm bật bàn thờ thần tài, việc này hoàn toàn không tốt. Thần tài gồm có 5 ông: Hắc thần tài, Thanh thần tài, Bạch thần tài, Xích thần tài và Hoàng thần tài là vị chủ chốt để chiêu tài lộc cho bàn thờ. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Người tuổi Quý Dậu sinh vào năm 1993 thuộc ngũ hành kim. Những người thuộc tuổi này thường là những người sống chính trực, công bằng, không tham lam. Tuổi Quý Dậu khi muốn đặt bàn thờ thần tài thì nên kê theo hướng Bắc 7,5 độ, cung tài lộc, Đông Nam 157,5 độ và Đông 97,5 độ, cùng quý nhân để việc kinh doanh làm ăn được phát đạt, thịnh vượng hơn. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Người tuổi Tân Dậu sinh vào năm 1981 thuộc ngũ hành mộc. Những người thuộc tuổi này thường là những người thông minh, lanh lợi, là những người thường được mọi người kính trọng. Tuổi Tân Dậu khi muốn đặt bàn thờ thần tài thì nên kê theo hướng Tây 277,5 độ, cung tài lộc, Nam 187,5 độ và Đông Bắc 67,5 độ, cùng quý nhân để việc kinh doanh được làm ăn phát đạt, thịnh vượng hơn. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Người tuổi Kỷ Dậu sinh vào năm 1969 thuộc ngũ hành thổ. Những người thuộc tuổi này thường là những người thông minh, cuộc sống đầy đủ, trong công việc thường được lưu ý. Tuổi Kỷ Dậu khi muốn đặt bàn thờ thần tài thì nên kê theo hướng Nam 187,5 độ, cung tài lộc, Tây Nam 247,5 độ và Bắc 7,5 độ, cùng quý nhân để việc kinh doanh được làm ăn phát đạt, thịnh vượng hơn. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Người tuổi Đinh Dậu sinh vào năm 1957 thuộc ngũ hành hỏa. Những người thuộc tuổi này thường là những người được sống thiên về tình nghĩa, công việc làm ăn thuận lợi. Hồi trẻ luôn bị muộn phiền, nhưng khi về già thì có cuộc sống hưng vượng hơn. Tuổi Đinh Dậu khi muốn đặt bàn thờ thần tài thì nên kê theo hướng Nam 187,5 độ, cung tài lộc, Tây Bắc 327,5 độ và Tây 277,5 độ, cùng quý nhân để việc kinh doanh được làm ăn phát đạt, thịnh vượng hơn. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị sẽ có thể lựa chọn được vị trí đặt bàn thờ cho người tuổi Dậu chiêu tài lộc mạnh mẽ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like video này, đăng ký và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!